cảnh sát tại Việt Nam thì có giúp cho gia đình đó đứng đầu để mà thay đổi đạo, thì cũng là họ hàng với nhau. Thành ra trong cái bản thân đó cũng là cái xin đến đây để cảm ơn những người cùng làng, hàng xóm, những người chồng có bên với nhau trong họ hàng. Bởi vì chúng ta biết 96 năm tuổi đời thì có những cái chuyện, rất là nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống, có những chuyện mà chỉ có chú biết hết thôi, chứ kể ra với nhau thì cũng không có kể hết được. Thôi thì chúng ta cũng đưa đến tất cả cho Chúa, và cái khi một người qua đời là lúc mà chúng ta là cái phút bắt chúng ta bắt ái với nhau, chúng ta thấy ai đau khổ thì chúng ta an ủi, và khi chúng ta đều lên hết cho Chúa, chú biết một ngày kia, một ngày kia khi mà chúng ta gặp Chúa, thì chúng ta sẽ hiểu hết. Chứ bây giờ mà kể ra hết thì cũng không có không làm sao mà giải quyết được tất cả. Thôi thì chúng ta đi từ con đường chúng ta đi đến chỗ Chúa, chúng ta mong sao một ngày kia chúng ta sẽ gặp được Chúa, gặp được nhau ở trên nước thiên đàng. The passing away of a person is a moment when we show charity to each other. We come to console each other, those who are in sorrows. So let us then treat each other with love, especially in times of sorrow. Và thương xót đầy nhân ái của Chúa là Cha chúng ta, và hãy liên kết với người thân của chúng ta đây bằng lời cầu nguyện để người thân này nhờ cái tín ngưỡng cầu đã trở nên nghĩa tử của Chúa, đã nhiều lần được bổ dưỡng và nơi bằng tiền thánh, giờ đây cũng được nhận vào tiền điện dành cho con cái Chúa trên trời và cùng với các thánh hưởng ra phần gia nghiệp muôn đời Chúa hứa ban. Chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta đây đang khăn khóc, đang khăn vàng khóc lóc, một ngày kia có thể được cùng người thân này đang đón gặp Chúa Kitô khi chính người là sự sống của chúng ta xuất hiện trong vinh quang. Lạy các thân của Thiên Chúa xin đến cứu dung, lạy các thiên thần của Chúa xin đến gặp linh hồn Ngài. Amen.
đất nhân lành hãy thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi, ta làm dân người thay thấy. Hãy Chúa con xin ban cho linh hồn chú sẽ được nghỉ ngơi đời đời, ta được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa con xin cứu lấy linh hồn chú sẽ cho khỏi tù ngục, ta được nghỉ yên. Amen. Linh cứu của ông sẽ được chôn cất tại Fairfax Memorial Park. Những ai có thời gian, những ai sẽ đi theo thì sẽ mang theo tập sách này. Tập sách chúng ta sẽ có nghi thức chôn cất tại nghĩa trang và với sự hướng dẫn của nhà quan, cho nên xin chúng ta cố gắng cộng tác. Sẽ để chúng ta bắt đầu đưa ông vào cái coach để đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng. Mang về thôi.
Đây là nơi an nghỉ của cụ ông Nguyễn Đình Trung. Đục cũng khá mạnh đấy đây.
Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Hãy tiếp nhận con trong giây phút này. Đừng để cô đơn lạnh lùng u tối. Cướp mất thời gian, chiếm hết trời mây. Bàn tay Chúa đâu, con đang tìm Ngài. Hãy trông lại chỉ một giây thôi. Hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời. Tình Ngài một chút một vui một đời. Câu số 3. Bên âm bình an muôn năm vững vàng. Còn tìm đâu hơn đâu nữa sự sang. Có thác hồng ân, có suối tình thương. Tình cha với con thắm thiết nồng nàn. Hãy trông lại chỉ một giây thôi. Hãy ban lời chỉ một câu thôi. Chúa đã từng dựng nên đất trời. Tình Ngài một chút cho vui một đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, khi an nghỉ trong mộ 3 ngày, Chúa đã thánh hóa phần mộ của mọi người tin vào Chúa, để khi dùng chôn cất thân xác các phần mộ làm gia tăng niềm hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi tới Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này cho đến khi Chúa là sự sống lại và là sự sáng, vì sự sống chiếu sáng, làm cho tôi tới Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏa từ tôn nhan Chúa, tôi tới Chúa được nhìn thấy ánh sáng vĩnh cửu trên trời, Chúa hằng sông và hiên tri muôn đời. Amen. Thiên Chúa toàn năng đã muốn gọi người thân của chúng ta là linh hồn Giuse Vũ Đình Trung ra khỏi đời này về với Chúa. Vậy chúng ta xin gửi thân xác người thân này cho lòng đất, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đứng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ tái tạo thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta phó dâng linh hồn Giuse Vũ Đình Trung cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chốn bình an của Ngài, và cho thân xác linh hồn này được sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn Giuse Vũ Đình Trung, người thân của chúng ta đây. Xin mời gia đình đọc lời nguyện giáo dân. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại. Xin cúng thương cho người anh em chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho người chống lành biết thông hôi. Xin thương đưa người anh em chúng con về trời. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã cho người anh em chúng con được thanh tẩy nhờ nước rửa tội và được ghi dấu nhờ việc sức dầu thánh. Xin thương nhân này anh em chúng con vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhâm lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng người anh em chúng con trong tiệc thánh mình và máu Chúa. Xin thương nhận anh em chúng con vào bàn tiệc nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng con đang đau buồn thương nhớ anh em chúng con.
xin Chúa thương nâng đỡ cho chúng con được an nuôi trong đức tin và vững lòng trong thời được sống đời đời. Xin Chúa nhầm đời chúng con. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nhận danh Cha cả sáng, nước Cha trị lên, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chờ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa chúng con này, xin Chúa thương xót tôi tớ chưa đã qua đời, mà cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt vì những việc đã làm, để như ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tớ Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa xin cho linh hồn Giuse được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Giuse. Gia đình có lời cuối cùng thì con trước khi chúng ta hát. Lời cảm ơn. Chúng con ngày hôm nay đến đây tiễn đưa cha của chúng con về nước Chúa. Chúng con xin có lời cảm ơn cha, các quý vị đến dự buổi tiễn đưa ngày hôm nay. Và xin mọi người, nếu mà có thể cầu nguyện cho cụ được lên gặp mẹ và các anh em của chúng con. Chúng con xin đa tạ. Một lần xin đại diện cha xứ cũng như quý cha phụ trách giáo xứ Cơ Thánh Từ Đạo Việt Nam xin gửi lời thân ưu thành kính phân ưu đến toàn thể tăng quyến hiện diện nơi đây, và chắc chắn giáo xứ luôn nhớ đến ông trong giờ cầu nguyện vì ông đã luôn chu toàn cái trách nhiệm của mình như là một người kỳ cựu, thì xin Chúa nhân từ ban phước ông và xin an ủi gia đình sự tăng tóc và đau thương mất đi người thân này. Chúng ta cùng hát bài tiếng Hòa Bình, sau đó nhà quản sẽ hạ huyệt nâng trần, và chúng ta mỗi người sẽ cầm một bông hoa như là một lời từ biệt linh hồn chúng sẽ. Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khi cô bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán khổ, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nguy nan, chiếu trong cây vào nơi thất vọng, để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy thank you.
ra đi, ai cũng phải ra đi. Mọi người xin xin Chúa và mẹ Maria đón nhận bác về thiên đàng. Bờ sâu thiên hồng thần, Chúa trời cho dân chân xa đắm. Ngày giờ đây xin mẹ thương cứu vớt bao linh hồn. Lạy con hiến xin vâng, qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ lạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời. Bác ơi, cô phê của bác đây, tiễn bác về với Chúa, bác phù hộ cho hết mọi người còn ở thế gian này. Xin lỗi chứ. Chúng con trong cái đất thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin chớ chế chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiêu thôn Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lang. Hằng Chúa chúng con cho hỏi xin thay trên tìm Đức Chúa Giêsu. Cho chúng con. Cha tìm của Thánh Cử Tịnh Đức Thánh Đức Bà Maria. Cầu cho chúng con. Đức Thánh Giuse là Bản Thánh Sạch Đức Bà Maria trọn đời Đồng Trinh. Cầu cho chúng con. Nữ Vương Ban Sứ Bình An. Cầu cho chúng con. Các Thánh Nam Nữ của Thiên Chúa. Cầu cho chúng con. Các Thánh Tử Đạo Nước Việt Nam. Cầu cho chúng con. Lời Chúa chúng con. Vì dấu thánh giá xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù linh cha và con và thánh thần. Amen. Nghi thức ăn táng ở đây kết thúc, mà chúng ta có thể cảm ơn ông thì đây là những gia đình con cháu chất
cái generation của mấy không có mấy đứa mỹ rất giỏi extremely giỏi. Ồ, cái đó tụi nó giỏi là nghĩa là mấy đứa extremely giỏi nhưng mà cũng có mấy đứa dở. Không, mấy đứa đa số là dở chị. Dạ. Toàn là copy and paste mà không xong nữa chịu thua. Thôi đã quá tiếng rồi chụp cái hình cho xuống rồi chụp cái hình. Này mà trùng vào đúng ngày vào lần thai nó chết ngay. Nơi an nghỉ cuối cùng của cụ ông Vũ Đình Trung. You're smiling. Cái đồ của thầy xin có thêm đi một rè. Thank you.
em. Như thế chưa phải bán. Okay, I'm going to make it okay, 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 Cái đầu tiên thì nó có thể nó hơi fast a little bit. Cháu try to slow down a little bit. Yeah. Yeah, yeah. Cháu để nó try to slow. Slow down. Yes. So you have it. You're like. So I can drive one car. To the men's. Where's this?
Thank you.